Một người đàn ông đã đến một đầm nước với cây cỏ che phủ rậm rạp, sau đó đã dùng liềm phát một bụi cỏ tùm để tạo thành một lối vào. Tiếp đến, người này thả câu vào bên trong để xem liệu có sinh vật nào đang ẩn mình bên trong hay không. Kết quả thật là bất ngờ. Bên trong bụi cỏ sum suê lại có không chỉ một mà có rất nhiều loại sinh vật sống khác nhau. Màn ra mắt nhà người yêu thế này có gì sai sai hay sao các cô gái ơi? Trong mặt mẹ người yêu có vẻ đang có nhiều suy nghĩ lệch lạc kìa. Sao nhớ tém tém lại nhà bé ơi? Nhà ai mà nuôi được chú chó này chắc là mát lòng mát dạ lắm đây. Như là một vệ sĩ thực thụ, không thể để chủ nhân phải nguy hiểm chút nào. Không biết đào tạo kiểu gì được thế này nhỉ? Chứ nhà admin có một con mà chỉ thấy nó ăn với chơi là giỏi thôi anh em ạ. Bậc cầu thang ớn lạnh nhất mà anh em từng đi cũng chưa chắc bằng cung đường bậc thang này đâu nhỉ. Chỉ xem thôi mà cảm thấy muốn tình đình luôn rồi. Ai chứ người sợ độ cao như admin cho đi cái này chắc cũng ngất lên ngất xuống mất. Có ai từng đi bậc thang nào như này chưa nhỉ? Comment cho mình biết với nhá. Một vận động viên bơi lội đang giành giật sự sống trước một chú cá sấu lực lưỡng. U là trời, sao giữa hồ này ai lại nuôi cá sấu thế nhỉ? Tí nữa thì xong rồi. Thật là may mắn, đó là anh vận động viên bơi lội này không sao. Trông thót tim thật. Một hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời Đan Mạch vừa xảy ra xong. Những đám mây tụ họp lại trông cứ như là thảm họa sóng thần vậy. Hiện tượng đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Và không thất vọng, bầu trời ngay lập tức đã chụp một cơn mưa đá xối xả luôn. Mở nắp chai thì ai cũng biết rồi, những đẳng cấp như người đàn ông này thì không phải ai cũng làm được. Đúng là khi làm việc quá 180 phút một ngày trong nhiều năm thì có thể sẽ sở hữu những kỹ năng khó tin luôn. Niềm mong ước của các cần thủ đây nhá. Ngồi vu vơ mà được con cá to chà bá thế này thì đúng là như vớ được vàng. Cũng tội cho anh chàng thật, tí thì bị cá sấu nó câu ngược lại. Đến đây thì video của mình là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Đừng quên like với share để ủng hộ admin nha.